Chí Thuận xin kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Làm Đẹp Thưa quý vị, dân gian ta có câu nói Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn Việc sở hữu một đôi mắt đẹp Không chỉ thu hút mọi ánh nhìn Còn đặc biệt tạo ứng tượng tốt với người đối diện Chính vì thế đây cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người và ngày hôm nay chí thượng xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị ngọc hảo giám đốc của trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ hàn quốc sài gòn chị ngọc hảo sẽ chia sẻ cho chúng ta về phương pháp tạo mắt hai mí bằng cách là nhấn mí đôi yeah, xin chào chị À, đây là một trong những cái phương pháp mà chúng ta uh, có thể có một cái đôi mắt to tròn mà hoàn toàn không cần phẫu thuật cho những cái giới trẻ à, khi các bạn muốn thay đổi mình một tí xíu hoặc là yeah. muốn thử xem mình có một cái đôi mắt hai mí như vậy nó có phù hợp hay không à, yeah. cái ưu điểm của cái phương pháp nhấn mí là như vậy à, còn nếu như mình thấy không phù hợp thì mình có thể tháo ra và trả về cái đôi mắt ban đầu Có thật là đúng như những gì mà chị Ngọc Hảo chia sẻ là đúng tâm lý của giới trẻ tụi em luôn và ngày hôm nay em cũng đại diện cho rất là nhiều bạn trẻ đến đây để để tìm hiểu về phương pháp nhấn mí đôi để tạo mắt hai mí và với phương pháp này thì việc nhấn mí mình sẽ sử dụng được trong vòng bao lâu hả chị? Cái việc mà mình nhấn mí và tạo mí đôi thì với cái kỹ thuật bây giờ thì mình sẽ sở hữu đôi mắt hai mí vĩnh viễn nhưng à. À, cái độ tuổi mình lớn lên da mình lão hóa thì tất nhiên da mình nó đổ xuống khi mình nhấn mí là mình chỉ lấy da và lấy mỡ ở thời điểm đó thôi à, còn khi mà mình lão hóa đi da nó đổ xuống thì cái đó mình phải xử lý sau rồi yeah. còn cái mí mắt á, cái cái nếp gấp mí cái tạo mí đôi á thì nó sẽ được sở hữu vĩnh viễn dạ yeah. à, thực ra thì em cũng đã tìm hiểu sơ qua về phương pháp nhấn mí rồi thì theo như em được biết thì nhấn mí á, thì trong đôi mắt của mình cái hai mí đó, nó sẽ tự nhiên hơn là so với mình cắt mắt điều đó có đúng không chị À, thật sự các mí bây giờ đó, nếu mà sau cái thời gian hậu phẫu rồi thì nó cũng tự nhiên giống như nhấn mí nhưng chúng ta có thể tìm ra đường đường cắt còn cái nhấn mí thì chúng ta có được cái đôi mắt hai mí mà chúng ta yeah. không tìm ra cái đường cắt ở đâu hết hoặc là một cái vết tích gì trên cái đôi mắt của mình à, thì đó là một trong những cái ưu điểm mà rất là nhiều người thích vì thích đi làm đẹp thích thay đổi mà không biết không muốn cho người ta biết là mình đến với phẫu thuật thẩm mỹ dạ yeah. thế thì với uh, phương pháp nhấn mí này đó chị uh, với những người mà bị loạn thị bị cận thị thì uh, mình nhấn mí có an toàn có phù hợp không chị ha à, thật sự tất cả những cái phẫu thuật thẩm mỹ yeah. ha tất cả những cái phẫu thuật luôn thì bác sĩ họ chỉ làm đẹp cho chúng ta thôi yeah. chứ họ không có khuyến mãi thêm là họ đụng tới chức năng của chúng ta đâu yeah. cho nên các bạn cực kỳ yên tâm là bác sĩ họ chỉ làm bên ngoài thôi còn như là cái việc cận thị hay loạn thị hoặc là có nhiều người bị cường uh, mắt thì cái đó là do cái bệnh lý yeah. của chúng ta do cái cơ thể của chúng ta chúng ta làm mí là chúng ta chỉ làm ngoài da và trên cái cơ thôi chứ yeah. không hoàn toàn không ảnh hưởng và cũng không có tổn thương tới mắt yeah. uh, nhưng cũng có vài cái trường hợp uh, là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới mắt là do yeah. bác sĩ họ khuyến mãi cho chúng ta là họ cắt hơi lố thay yeah. thì em thấy có những cái trường hợp là cắt mí xong về nhắm mí nó không có khép yeah. dính mắt nhắm lại mắt nó không có khép là nó sẽ bị dựng ngược cái, cái bờ chân mi này lên yeah. là do khi mà bác sĩ họ cắt họ cắt uh, hơi lố da yeah. thì hơi lố da khâu nó phải gị cái mí mình lên yeah. uh, cho nên uh, khi đi làm thẩm mỹ các bạn cứ để cho bác sĩ họ sẽ làm theo cái chuyên môn của họ yeah. và họ sẽ làm theo cái cách mà để họ biết rằng đối với cái mắt này của mình là họ chỉ cần lấy bao nhiêu thôi yeah. nhưng có nhiều người thì họ mang tâm lý như thế này làm trừ hao Yeah, ừ. chúng ta làm cái gì trừ hao chị không biết nha nhưng mà đối với làm thẩm mỹ không được yêu cầu bác sĩ làm trừ hao tại vì khi chúng ta yêu cầu thì cái đó là do chúng ta lựa chọn chúng ta không được quay lại mà đổ thừa rằng tại sao bác làm cho tôi như thế này yeah. à, chúng ta hãy đến và thăm khám để bác sĩ nói rằng đối với cái mí này tôi sẽ làm cho chị như vậy như vậy yeah. à, và chúng ta đừng yêu cầu là thôi à, kinh nghiệm rồi những người nhà có người bạn làm rồi cái đó là một trong những cái rất là sai lầm vì nếu như à, đồi cắt hơi lớn một tí thôi yeah. thứ nhất là về sắc diện nó sẽ không đẹp yeah. à cái mắt nó sẽ không đẹp cái thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng tới cái thị lực của chúng ta vì nếu yeah. như mắt không khép được thì nó dễ rất là dễ khô giác mạc còn yeah. đối với cái nhấn mí cũng vậy uh, thật sự chúng ta làm thẩm mỹ là để chúng ta đẹp liền chứ đừng để 3 năm hoặc 5 yeah. năm sau chúng ta mới đẹp đó là cái điều mà cái kinh nghiệm trong nhiều năm yeah. làm việc cho nên các yeah. bạn phải lựa chọn thật kỹ uh, cái cách thức để làm và làm để đúng cái thời điểm đó chúng ta sử dụng liền đừng trừ hao dạ yeah. như vậy là tùy theo cơ địa của mỗi người cũng như là kết cấu già ở vùng bắc thì mình sẽ có những cái điều chỉnh nó nhấn mí cho nó phù hợp đúng không chị và... không phải trường hợp nào cũng nhấn mí được dạ. đâu ha ờ, nhưng đa số là những người là người trẻ thì nên chọn cái phương pháp nhấn mí giống dạ. như chị vừa chia sẻ để chúng ta có thể uh, thử nghiệm rằng uh, cái đôi mắt đó có phù hợp với chúng ta hay không dạ. uh, còn đối với những người lớn tuổi thì uh, chúng ta nên chọn phương pháp cắt mí dạ thế thì với uh, phương pháp nhấn mí thì uh, quá trình phẫu thuật của mình sẽ như thế nào chị ha uh, cái nhấn mí thì thực sự là nó không hoàn toàn không có phẫu thuật dạ. uh, chỉ có hai cái lỗ kim nhỏ hoặc là ba tùy theo cái chiều dài của cái mí mắt của mình hai yeah. à, điểm hoặc ba điểm thì chúng ta dùng bao thông qua ba cái lỗ kim đó chúng yeah. ta sẽ cột vào cái cơ mí và chúng ta sẽ tạo được một cái nếp gấp mí nó rất là đơn giản yeah. như vậy thôi chúng ta hoàn toàn không có phẫu thuật yeah. đơn giản như vậy là không phẫu thuật không giao kéo thì sẽ không đau đúng không chị và bên cạnh đó thì khoảng bao nhiêu ngày thì mắt của mình sau khi nhấn nó sẽ hồi phục À đối với những cái trường hợp mà không có mở ha, mở trong mắt với những người có mở thì em thấy cái phần mí này nó phần to lên. Thì yeah. đối với những cái trường hợp hoàn toàn không có mở chỉ nhấn mí và tạo mí đôi thôi thì yeah. sau khi làm xong chúng ta sẽ có một cái đôi mắt hai mí đẹp ngay sau khi thực hiện, hoàn yeah. toàn không sưng bầm, không có một cái dấu tích gì hết. À nó chỉ có một cái những cái điểm nhỏ, còn yeah. những cái vết thương nhỏ ở trên cái mí, những cái lỗ kim nhỏ thì sau 5 ngày là mất luôn những cái dấu kim đó. Nhưng đối với những cái đôi mắt mà có mở thì chúng ta là lấy được mở luôn thì nó yeah. sẽ sưng tại vì có lấy mở thì mới có chảy máu. Ha yeah. thì nó sẽ sưng trong vòng từ 3 tới 5 ngày tùy theo cơ địa. Thì sau đó chúng ta sẽ có yeah. một cái đôi mí bình thường. Dạ. Yeah. chị với phương pháp những mí như vậy á, thì mình có phải uh, kiên cử gì sau khi làm không chị? À đối với phương pháp này chúng ta có thể sinh hoạt ăn uống bình thường, à, không cần kiên cử gì hết. Nếu như những người cẩn thận và yeah. họ có một cái vệ sinh tốt, hoặc là không có tiếp xúc với cái môi trường ô nhiễm thì thật sự cũng không cần phải uống thuốc Yeah. Như vậy là đối với phương pháp làm đẹp nhấn mí Thì hoàn toàn không có những rủi ro đúng không chị Và qua những gì mà trò chuyện với chị Thì Trí Thuận cũng cảm nhận được Cũng như biết được rằng là Lý do vì sao bà phương pháp nhấn mí đôi Được nhiều bạn trẻ ưa chuộng hiện nay Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Mặc dù bận rộn Chị vẫn dành thời gian Để đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và kính thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những thắc mắc và băn khoăn muốn tìm hiểu về phương pháp tạo mắt hai mí bằng cách là những mí đôi có thể liên hệ trực tiếp với chị Ngọc Hảo, giám đốc của Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc Sài Gòn hoặc đến địa chỉ 205 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện nhà hát Hòa Bình.